Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn ghé thăm Share Corner với chủ đề Vợ chồng tương kính như tân, chìa khóa của hạnh phúc bền lâu. Ông bà ta từ xưa luôn dạy rằng vợ chồng phải luôn tương kính như tân. Tương kính như tân là khi chồng và vợ gọi nhau luôn có câu trả lời, và là một câu trả lời hết mực chân thành, vì đó là sự trân trọng người ở bên mình. Vợ chồng tương kính như tân không chỉ đơn giản là lễ nghĩa, mà đó còn là sự trân trọng người ở bên cạnh mình. Tương kính như tân là chúng ta luôn tôn trọng cảm giác của nhau, như cái ngày đầu lúc nào cũng sợ đối phương phật ý. Tương kính như tân là giữ lời hứa dù là nhỏ nhất. Mỗi lời hứa đều được ghi nhớ bằng tấm lòng và được thực hiện từ chuyện nhỏ xíu đến chuyện hệ trọng, quyết định cả một tình yêu, cả một hạnh phúc. Tương kính như tân còn là lắng nghe nhau bằng tất cả tấm lòng, như những ngày đầu anh và em vừa mới yêu nhau, những ngày mà chúng mình vẫn luôn muốn biết anh muốn gì, em yêu gì, chúng mình ghét gì. Tương kính như tân không chỉ làm vì được lễ nghĩa cầu kỳ, mà chúng ta làm điều đó vì lòng yêu thương, trân trọng, người cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng gánh vác những gánh nặng cuộc đời với mình. Tương kính như tân là vợ chồng dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm, khi nhìn trộm nhau còn thấy ngượng ngùng. Tương kính như tân đơn giản chỉ là anh ơi em đi chợ nha, hay anh ơi em đi về rồi, là khi nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa thì chạy ra hỏi em đã về rồi đấy hả, hay em đi chợ có mua được gì không, để anh xách cho em. Những điều nhỏ nhặt ấy thôi, đôi khi chúng ta lại quên mất. Phụ nữ làm vợ phải hiểu cho chồng, nhưng đừng để người đàn ông của mình viện nhiều lý do để biện giải cho những lần không thể tương kính như tân. Càng yêu bao nhiêu, càng thương bao nhiêu, thì phụ nữ càng không nên làm hỏng người đàn ông của mình khi cam chịu những lời lẽ thiếu tôn trọng, dù là thốt ra trong cơn giận dữ. Vì làm như vậy là đã tập cho người ta quen không cần phải thương yêu và trân quý mình như những ngày đầu yêu nhau một cách vô thức. Phụ nữ nên và luôn yêu thương, tha thứ cho người đàn ông của mình vô điều kiện, nhưng đừng khiến cho việc tổn thương và xúc phạm trở thành một sự bình thường. Người ta chỉ yêu những người biết yêu quý và trân trọng bản thân mình trước tiên. Đừng bao giờ tạm hoãn yêu thương và nghĩ chúng ta có thể yêu thương sau đó. Chúng ta luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc, nhưng đôi lúc chúng ta lại vô thức làm điều ngược lại. Người chồng mải miết kiếm tiền để vợ con có cuộc sống sung túc đầy đủ, để có thể mua cho họ những món quà đắt tiền. Nhưng đến khi mua được chúng thì lại không bằng những một cành hồng ngày xưa. Đơn giản vì chúng ta mải mê chạy theo cơm áo gạo tiền mà quên bày tỏ yêu thương mỗi ngày. Đôi khi chúng ta nghĩ hạnh phúc là những thứ cao siêu, mà quên đi rằng một nụ cười mỗi buổi sáng, một cái chạm nhẹ cảm thông, hay một cái siết tay thật chặt, một ánh mắt trìu mến, hoặc chỉ đơn giản một lời trách móc vu vơ, chưa bao giờ thôi hết đáng yêu, ngay cả khi bạn đã ở tuổi xế chiều. Share Corner xin được chia sẻ một câu chuyện mà Share Corner đã đọc được ở trên mạng. Một Việt kiều đang sống ở nước ngoài kể rằng bố mẹ chồng chị sống rất hạnh phúc chính là nhờ thực hiện được câu nói tương kính như tân. Ông bà yêu nhau từ những năm mới 17-18 tuổi, đến nay đã hơn 70, tươi đẹp. Trong suốt hơn 50 năm, hôn nhân đã đi qua và đang trải qua, từ khi chưa có con đến khi đầy đủ con cháu. Thứ bảy tuần nào, ông cũng hẹn hò đưa bà đi ăn tối. Một bữa tối lãng mạn mà bà luôn mong đợi. Bà mặc một bộ váy đẹp, duyên dáng nhất, trang điểm đẹp như đi gặp tình nhân của mình. Ông cũng ăn mặc lịch lãm, đặt bàn cho hai người tại một nhà hàng ưa thích.
và luôn mang theo một chai rượu vang. Ông dạy hai cậu con trai rằng: cả tuần mẹ đã vất vả nấu cơm cho cả nhà. Thứ bảy là ngày cha con ta bày tỏ lòng cảm ơn mẹ, để mẹ được thưởng thức những món ăn do người khác nấu và phục vụ. Khi các con ra trưởng thành và ở riêng, hai ông bà vẫn hẹn hò nhau vào tối thứ bảy như không có gì thay đổi. Hàng ngày bà vẫn đi chợ nấu cơm, giặt ủi quần áo cho ông đi làm. Sau bữa ăn, ông luôn nói với bà: cảm ơn tình yêu, bữa ăn ngon lắm. Cũng trong những năm tháng ấy, bà chưa bao giờ chán nghe lời cảm ơn của ông. Và cũng trong suốt những năm tháng ấy, ông bà chưa một lần cãi nhau. Họ luôn sống hạnh phúc như vậy, luôn hẹn hò vào tối thứ bảy, có khi đi cùng con cháu, hay có lúc chỉ có hai ông bà với nhau. Tương kính như tân chính là bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình từ xưa đến nay của ông bà ta. Yêu thương và kính trọng như ngày mới hẹn hò chính là những mối dây vô hình kết nối gia đình của bạn. Share Corner xin chúc những ai đang hạnh phúc bên vợ chồng của mình sẽ luôn hạnh phúc. Những ai còn đang đi tìm một nửa yêu thương thì sẽ gặp được nhân duyên của đời mình. Nhưng đừng bao giờ quên, dù mới yêu hay đã là vợ chồng, thì hãy luôn đối xử với nhau tương kính như tân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.